Chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay mấy chú với mấy anh dỡ cái đống trà này nha. Mấy anh bây giờ đang xuống dưới để kéo cái đường chì á các bạn. Sáng giờ mấy anh làm cũng gần rồi. Ở trên này cũng còn một ít trà nè. Cá nó lên trên này nó ngớp dữ lắm luôn nè. Ở trong trà nó ngớp nheo con hết. Mấy chú mấy anh đang kéo đường chì ốp cho gọn vô rồi dỡ trà ra nha các bạn. Đó, mấy anh gà gà dưới sình kéo cho nó sát nha, cho cá nó đừng có chui ra các bạn. Ở trong này mình thấy có con cá gì nó ngớp to lắm các bạn. Cái đống trà này bữa nay mình quay là ít có thấy cá linh nha các bạn. Cá linh ít, nhưng cá chê á, cá lóc thì nhiều nha. Quá ngớp luôn rồi. Ông lên trên đó ông nhổ cái cây cắm ở trên đó đó các bạn, cây ghim. Lát nữa mấy chú với mấy anh nhổ mấy cây sào này luôn, đang ấp lưới cho nó dễ. Đang lặn chú ba, cái hơi của ông cũng khá là dài nha các bạn, nên thường thường gọi là chú ba lục bình nha. Đó, chú ba lục bình, chú ba đang lặn là kéo cái đường chì lai gai vô nha các bạn. Chú bà kéo cái đường chì là tới cái hàng cây này nè. Hàng cây này là cái mí chì ở bên đây qua tới đây nè các bạn. Chú bà cũng sẽ lạc để chuẩn bị lát nữa cuột cho nó dễ nha, rút cho dễ nè các bạn, lạc nè. Chú bà cắm cái cây cho cứng để lát nữa lặn cho lẹ. Còn ông chú ngoài này cũng đang lặn ở ngoài này nè, lặn đi kéo đường chì. Hơi của ông chú cũng khá là dài luôn. Thấy cái đống trà này cá cũng có lý đó các bạn, cá nhiều các bạn ơi, các bạn hãy theo dõi video của mình coi cái đống trà này cá ít nhiều nha các bạn. Chúng mình thấy cá nhiều rồi đó, có cá linh mà ít chứ không được nhiều như cái bữa trước các bạn. Đó, cá chê cá lầu kiến ngớp nhồi luôn, cá gù nữa các bạn. Dưới này hôm nay mấy chú nói là có cá chép nữa các bạn. Bữa nay còn nước hay sao có cá chép nè. Rồi, giờ chú ba giờ đứng ngay chỗ cái hàng giữa này để lặn kéo cái đường chì nha. Rồi, okay. Ông anh đó nhổ cây với mở mấy cái dây treo dàn lưới. Còn cái ông anh đứng trên xuồng đó rồi để chuẩn bị kéo lưới lên xuồng nha các bạn. Không bao giờ ra anh tới mày thấy cái gốc này hết luôn không đi. Dạ. Còn cục ở đây không? Lộn cái đây nè. Kéo mất hình. Mình lên nói được. Anh chồng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú qua lần tiếp rồi. Mình quay ở đây là kênh số 10 nha các bạn, Châu Phú nha. Ba nổi lên trời. Không xuống bị sặc nước. Đâm đây.
Rồi, mấy chú mấy anh lặn một phần nữa để kéo ra tới hàng cây chưa các bạn. Cái hàng chì lên gần tới rồi các bạn ơi. Lên tim nó là hàng chì tới đó rồi đó. Quá nặng rồi. Ở dưới gác với ba cái sình nữa các bạn. Dính cái dàn lưới nên kéo lo. Hơi lâu một tí nha. Bây giờ mở cái cây luôn cho lưới nó dùng. Mở mấy cây đồi. Rồi ra một con cá. Canh hay thiệt. Con kênh này khá là sâu nè các bạn, nước chảy cũng khá là mạnh luôn. Rồi giờ mấy chú lặn để kéo cho lên hàng cây đang nịch với chị nịch lạc lên nha các bạn. Cho nịch cho mấy cái đường chì nó giáp mấy với nhau, cá nó không có chui ra được. Mấy chú đã kéo cái đường chì tới mấy cái hàng cây nè các bạn ơi, giáp mí rồi các bạn. Rồi. Bây giờ lấy lạc lặn dưới để ngoài cái đường chì nha, ngoài cho nó dính với nhau các bạn. Cá phóng gớt cái đuôi gì vậy? Cá phóng cá linh ở đây à, cá linh bự rồi các bạn ơi. Ít mà cá linh bự bự không à. Cá linh có khoảng 3 phân. Tứ 3 phân các bạn. Rồi chú lặn xuống để nịch tiếp nha. Cái đống chà này mình thấy cá chê cũng khá là nhiều luôn các bạn ơi. Cá chê không à các bạn ơi. Nịch cái đường chì này là rất là công phu nha các bạn, rất là nhiều hơi. Mấy chú cũng khá là dài nè các bạn. Lên là chú qua lục bình lên. Chú này cũng lên luôn. Chú này cũng lên luôn. Cái này là công lạc các bạn. Che chẻ ra. Che non nè các bạn. Rồi một con cá linh lên ghe.
Rồi, ông anh kia lên xuồng luôn. Ông chú, xin lỗi các bạn, ông chú lên xuồng luôn. Để lằn cái xuồng vô đây nè. Bỏ lưới lên xuồng nha các bạn. Gươm ở trên bờ xuống. Chú lần nãy giờ mà nạch chưa xong nữa các bạn. Mấy chú nạch rất là khéo nha, rất là kỹ các bạn, không có cho cá ra. Cái cây của chú Hoa ngay chỗ đó còn có 3 công lạc. Đây nè các bạn, còn 3 công. Ông anh này còn được một cộng duy nhất. Rồi chú Ba cũng cộng còn 2 cộng nữa đó các bạn ơi. Cá trong này nó ngớp nè. Hết lạc luôn rồi. Ông chú này còn cũng được 3 cộng, 2 cộng, 3 cộng, 3 cộng lạc. Mở dùm nhỏ cái xài đi. Dạ dạ. Rồi, ông chú này còn 1 cộng lạc nữa. Thì mới không nghe. Rồi bây giờ mấy chú bắt cái tùng các bạn ơi. Bắt cái tùng để lấy rác ra bớt. Ba cái bọc rồi đó, với ba cái lá cây rồi với nhánh trà xương. Chú lặn nó rồi để bắt cái tùng. Rồi quá hấp rồi đó. Mấy chú kéo được cái mấy lưới ở dưới lên, kéo cái này dài vô trong đó nha các bạn. Bắt cái tùng rác á. Tùng tùng đá dính lưới quá tờ luôn ở ngoài này, quá luôn, nhồi luôn các bạn ơi. Lấy cái cây á, khỏ khỏ vô lưới á là nó văng à. Khô tiêu đi. Có một tùng đá đó khô tiêu, nấu cháo ngon lắm các bạn. Tùng đá còn cành cành không? Quá, wow, dính lưới trắng còn ở dắt trong luôn rồi kìa. Này dở ngoài con sông lớn cho nên cá lồng tùng đá quá nhiều. Dính mồng anh vũ không ra luôn á. Chúng mày đá hả? Chúng mày cá lồng tùng đá. Cá là đi chợ thường xuyên nha. Giá cá cỡ nào cũng biết chứ nha. Bắt cái tùng vô tới đó nè. Có cá cóc luôn, cá cóc. Cá cóc nhỏ các bạn. Cá chốt. Cá chốt giấy, cá chốt sọc các bạn. Chốt giấy cho mời biết mấy chả bán cái chợ bán lẻ nhiêu không? 200 ngàn ký. Dạ, dữ vậy. Ai cũng lắc đầu không mua. Đẹp ba ơi. Bán giờ 200 ngàn chứ 1 canh đó, nó mua có 100. Dạ. Bán hàng mà. Lợi gì vừa, lợi gì một là một. Còn cái chặt 1 canh nó chỉ 15 ngàn mà ta trả 30 ngàn ký không ba? Cá lúc này quê mình có giá lắm nha các bạn. Nắng mà.
Rồi giờ chú qua đổ cái cục gác đó vô thau với cá đó, đặng lên ghe đục lựa ra nha. Ủa, một thau gác với cá luôn, cá chèn luôn. Rồi để mình bưng lên nha các bạn. Đây này các bạn, con cá này là con cá, cái gì mới nói nãy các bạn quên, cá chê này. Cá này cá gì mà con quên ta, cá cóc các bạn mới nói nó quên tên mà. Nè các bạn, cá chốt này là cá chốt giấy nè, đó cá chốt nè, cá chê bằng trướng luôn, cá chê dừa nè các bạn ơi. Con cá chèn, quá wow, cá chèn ngon. Con cá này thịt không rồi các bạn, con cá đó ít có xương hôm, còn mấy con cá này xương hôm nhiều lắm. Nhưng cá hả, à, cá nóc no lâu lắm mới gặp cá nóc no nè các bạn. Đây con này đụng đụng lát nó phình lên như cái trái banh vậy. Rồi giờ mấy chú ở trong kia, à, lấy trà liền về phía bên kia nghe các bạn. Đó, mấy chú đang lấy trà, cá thì trong này nó ngớp nè. Ôi đi cá chê nhóc luôn các bạn ơi, trúng mánh cá chê rồi. Quê mình cá chê dừa nhiều nha các bạn, cá chê trắng ít lắm, lâu lâu hai ba đống mới có một con cá chê trắng bự. Quá ngớp luôn. Đó. Có cá linh nữa nè, cá linh lội một bầy luôn kìa, đó 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 bầy bầy luôn rồi ra ngoài nó phóng cũng cao lắm nha các bạn. Cá linh này nè, trong cái đồng này giờ cá dữ lắm à, lội tuốt gần kia quá lâu kiếm cá chê, cá linh thì phóng. Rồi chú bà lấy còn mấy nhánh trà dưới này nữa các bạn ơi. Ổ cá nằm ngay chỗ này nè. Cá đó cá chèn dính. Cá linh. Còn mấy nhánh dưới này nữa. Lúc này ngay cái con nước cá linh về các bạn, chợ đóng là không có hết trơn. Mà cá linh mùa này nó hơi cứng tí nha các bạn, có nó ngay cái mùa nước lên thì nó mềm. Quá bự cái nhánh có con xanh xanh, có con màu trắng luôn các bạn. Cá linh phóng lên luôn nè, lội một bậy dưới này nè. Bay loạn xạ luôn các bạn ơi. Bay lên mặt luôn. Bay lên mặt luôn. Quá nhảy. Cái linh này bay là như mưa luôn. Ừ.
lội lúc đó một đống vô cái cây tre khó phóng các bạn. Cả thiền dinh con bay ngoài luôn, cái dinh nó cao quá. Ông chú qua ông lặn đụng con cá chép bự con. Cá nó theo cái bè xuồng nè, bỏ bỏ nhóc cái lội lên cho bỏ, nước luôn kìa. Bay bay luôn đó nè, lội bay bay luôn nè, đó bay bay luôn nhau đó các bạn, bay bay luôn nè, kiếm đường nó phóng ra ngoài á, đúng rồi nhóc cái chân rồi lên đây một con nữa nè, cá tiền dinh mình nhóc bên đây nó cũng nhảy dữ luôn. Cá linh mình thấy cũng bụng nữa các bạn ơi. Ôi đi kìa kìa kìa, lên mặt nước nó lội luôn kìa. Đó. Con quay này sâu nha các bạn, cho nên chú ba lặn xuống dưới mò chà chứ. Rồi phóng ra luôn. Bữa nay treo lưới hơi thấp các bạn, cá linh nó phóng ra được. Kìa kìa kìa, lội có đàn luôn. Chưa đâu, chút xíu nữa đó. Một chút xíu gom lưới nhỏ là nó còn phóng dữ nữa. Bay có bay luôn. Đâu lại nè. Rồi, chắc hết trà hay gì. Ô con cá hè. Cá dảnh, cá dảnh xin lỗi các bạn, cá dảnh xéo. Đó, giờ ổ rồi, lấy trà hết con ngốp rồi. Chỗ mà kế con chú mình lại. Còn cá linh nó bu cái cây nè các bạn. Nó phim mê luôn. Đó. Cá kê, cá lầu kiến. Nó bu cái cây, nó đeo theo cây đó. Cá linh nó lội vòng 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 luôn. Cá tiền dinh nè, chú Hoa quá hay luôn chú Hoa ơi. Chú Hoa luôn bình lặn bắt cá cũng quá đỉnh nè các bạn. 100 năm cũng đỉnh. Ôi đi cá chơi nó ngớp kìa. Ô con cành cành không kìa. Ủa cá linh nó bay. Nè nguyên bầy cá linh luôn nè. Nguyên một bầy luôn. Cá chép bự bự không hả chú Hoa? Đó, bay vô đó, đó, đó bay vô nghe đục luôn, tự nó bay vô. Đó, nó ngớp ở trong phía trong này cá chê. Ủa các bạn thấy không, con cành cành không. Ở trong video mình các bạn mà thấy cá nhỏ gì chiêu ngoài thật sự là cá bự không á nghe các bạn. Rồi ông anh kia kéo lưới lên xuồng nha các bạn. Ông mình chuẩn bị để tháo cái vàng này xuống nè, vừa kéo vừa tháo gom ra cá ra ngoài ra đục cái dễ xúc các bạn, ở ngoài sâu á xúc nước nó không có đục, ở trong kia xúc cái nó quậy sình không à, xúc nó đục kìa kìa. Đó, cá linh lên luôn. Cá linh lên bay bay. Ồ. Kìa, trồng cái gốc lên kìa. Có con cá lóc bự lắm. Cá lóc hả? Ừ. Nó ló cái đầu lên. Rồi, giờ phân lưới lên xuồng nha các bạn.
chú ba cũng lên luôn rồi đó. Còn cây này vớt đem lên luôn nè. Ôi cá ngớp con cành cành không. Ôi đi. Có lóc con bự bự không á? Lóc nhóc chừng này. Đang gom lưới ra rồi các bạn. Họ có lóc lên nữa. Cái ông tòng dính lưới, lấy cái cây đập vũ xuống nó mới xuống các bạn, đó, nó sức rớt xuống. Thôi cá lóc lên nữa. Cá lên nước, chỗ này đen dần nước luôn nè. Lội gợn gợn nước cái dưới. Cái đống này cá linh không thua gì ngày hôm qua đâu nghe. Con mở cái linh ra đây hơi cái. Trời cho nó phóng đi. Đó, vô được 2-3 con cá linh. Mấy chú kéo gần ra tới ngoài này các bạn ơi. Đây, cô cầm cái gỗ xúc cá lồng đồng luôn. Cái lình nó nhảy. Bây giờ tứ mình sắp thấp chút xíu là nó nhảy ra hết luôn á, nhảy cao lắm. Ấy, chút xíu nữa cá chừng dình lớn ra. Vô giật luôn. Cho xuống gia lục luôn các bạn. Con anh này thì ổng xúc giác đổ ra ngoài. Kéo gần lên tới mấy chì rồi các bạn ơi. Gần hết cái mấy chì rồi. Đỏ cá lóc phóng. Phóng kết với cá lóc luôn. Mình có chỗ có tôm, có chỗ không có nha các bạn. Cá linh lên xuồng. Thấy nên nó phóng còn mới giữ các bạn ơi. Con cá lóc bự lắm, dình dình xúc cá lóc hết trước đi để nó bay ra ngoài á. Nó đang hầm hầm nó chuẩn bị bay đó. Mà nó xúc cá linh. Một đống cá linh luôn. Con tôm rồi rất dữ luôn rồi. Đó. Nó xúc cá linh nữa.
Đưa bây giờ kêu nó bay xem. Có chốt đây con cành cành không? Có 30 tiền không ảnh à. Cái chồng ống cừ. Cái lên nó phóng lên giò của con mình nè. Không, 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 lát nó cũng lọt xuống dưới ghe đục rồi các bạn. Chú Ba đang mở mấy cái dì lạc hôm nay mấy chú lặn nịch ở dưới. Đó là một con minh mông luôn. Bà kéo thịt này trên quả. Cá linh. Mình cầm bây giờ gói lên cùng một đống con cá linh luôn. Cá linh này cỡ mình độ có khoảng 3 phân đến 2 phân rưỡi nha bà, 2 phân rưỡi đến 3 phân. Đều thiệt cho mấy chị một đống luôn. Chưa có hết chị các bạn ơi. Ừ, nó phóng lên ghe đục hoài luôn á. Rồi, hết mấy chị rồi đó các bạn ơi. Chủ nịch rất là kỹ các bạn. Kỹ lắm. Siêu sao luôn. Bướm dân ở biển về bồ nịch luôn vậy. Rồi, bắt đầu phân lên này, bắt đầu chuẩn bị cá lên nha các bạn. Cái tùng này cũng còn khá là sâu nha. Còn khoảng 3 mét tới 3 4 mét dưới các bạn. Đó. Cá lóc đó, đó cá lóc dạ đè lại. Ừ, lụm. Một tên. Ê, chạy chạy chạy. Nó gình đang nó bay mà vô giật. Hết đường chạy rồi. Đó, cá linh nó phóng nè. Mưa luôn. Đó. Lên ra đục nè. Đó, nhảy đằng kia. Chú con vũ cá lồng tông nha. Nó lên ở đây một đống luôn rồi, tự nó nhảy vô ghe đục luôn rồi các bạn. Ồ, vô cá lóc nữa rồi. Con bắt hai con bự luôn. Lồng quá nhảy rồi. Trắng hết trơn rồi. Ồ. Lại chưa hết cái kỳ nó còn nín ở dưới. Giờ hết cái kỳ rồi, còn lũ tuần không rồi. Đó, cá gù phì bự luôn. Có cá chép kìa, cá có con cá lóc bự lắm, còn cá lóc bự lắm. Nhiều lắm rồi, cá nhiều lắm. Thôi đi. Cá he nữa. Thôi đi, nó phóng. Trắng còn hết các bạn ơi. Phóng lên xuồng bên kia ông chú ông vũ. Đó, vũ nó bay lên, vũ bay lên trắng xuồng hết trơn rồi kìa. Trắng ở bên đó. Đó. Chở cao lên thẳng lứ mà được. Dùng dùng là nó phóng à. Ừ. Chú kia ông lụm cá liền ra nó phóng lên. Càng lụm nó càng phóng. Rồi bây giờ xúc đổ vô ghe đục nha các bạn. Hết cái trên mặt này nha. Bắt mang cá linh trước. Cá linh nó quá phóng rồi. Một giờ. Ồ, nó phóng ở đằng này nè, cô lụm không kẹp luôn. Có phóng trắng giả rồi nè. Ồ, ôi, cá chép bự. Ồ, cá chép nhóc kìa. Nó lên trên kia một đống cái linh luôn. Lấy cái gỗ, vô xúc luôn mà, nó nhảy lên trên cái tầng.
Rồi bắt đầu anh ống xúc con cá chép rồi kìa, không biết vô không à, chưa vô các bạn ơi. Này cá linh nha, chưa vô, cá chép nó cũng lẹ lắm. Rồi vô hai con luôn, hai con cá chép luôn. Hai con cá chép, cá trường vinh lớn luôn. Ủa, lên một giờ cá linh nữa nè các bạn ơi. Cá linh, cá tràng vinh, cá he, cá cóc. Cá cóc nhiều luôn các bạn, mà cá cóc hơi nhỏ nè. Cá tràng, cá cớp nữa. Ôi, cá chép quá nhiều luôn, trúng con nước, nguyên bầy cá chép luôn. Rồi vô, cá chép, cá chê. Chép chê các bạn ơi. Cá rô phi. Ôi thôi thôi, cá lóc kìa, cá lóc, xúc cá lóc trước đi. Kìa kìa, hai con luôn. Cá lóc nó vô ngay đó đó, ngay chỗ cái dầm á. Kìa kìa kìa, cá lóc lên. Rồi, xúc cá lóc vô ghê lại. Nè, cá chép nè các bạn. Quá nhiều cá chép luôn. Quá khứ cá chép ở dưới này, cá chốt nhanh. Cá chốt. Cá tùng lưới này dài, rất là dài luôn nè. Cút ở ngoài sau này. Rồi, lên một giờ. Cá chê, cá chép nhiều lắm luôn. Hai con, ba con. Cá lóc bự kìa, cá lóc bự. Đó. Rồi cái vợt này dở không nổi luôn rồi các bạn ơi. Cá chê nhiều với cá chép. Đó. Cá chép bự rồi. Còn ở dưới đây nữa nè, cá chép nó còn ở dưới đây nhóc chân. Còn cá linh, cá chép, cá chê nó còn ở dưới á. Ôi. Quá ngon. Quá luôn rồi, cá lóc luôn. Vô cá lóc chưa? Chưa đâu. Thôi cá chép nè. Đùa đùa mấy cá rồi. Ôi ở sau này cá chép, cá gô phi gì thôi. Ông già này trúng mánh nữa rồi các bạn ơi, trúng ngay con nước luôn, dở trúng con nước luôn. Hai ba bữa dài là dở cái đống nào cũng trúng mánh hết trơn. Đó, lên một vợt nữa nè. Cá lăn, rồi cá đa luôn. Rồi ông anh xúc ngược về dưới nha các bạn, lên một vợt nữa nè. Đó, cá bự phi, cá cóc, cá chài, cá tiền vinh, cá linh. Quá cá luôn rồi các bạn ơi. Ông chủ đó ông gà dầm để chơi gác, nó tấp xuống dưới ông anh, ông hóc ông liền ra nha các bạn. Còn trên này cá lên trên nước. Cá lên trên nước là dễ xúc hơn, nó sạch. Vô dần này cá chê vô lắm luôn nè. Nó lắm lắm lắm. Đó, cá chê con cành cành không. Ui, cá lóc. Cá lóc lẹ quá, xúc nó ít vô nó. Rồi, lên vợt nữa nè. Gù phi cũng nhiều luôn. Kè cá lóc. Họ cũng lên ra nè. Tiếp tục xúc nữa nè, xúc nó giờ là mệt luôn đó. Ủa? Còn cá ngon không? Cái chèn, cái chèn vừa nó xúc ở đó một giọt thôi nè. Ủa, cá đó quá. Nắm đường cá lầu kiến vậy. Ồ, cá lóc nó trừng lên trên. Ồ, bây giờ mới là cá chép luôn nha. Vô
dồn lên trên xúc luôn. Còn mấy con cá chép bự nữa kìa. Cá chép nó được 2 kg đó các bạn. Thôi. Ôi ôi cá chép kìa. Rớt làm cái ủng luôn. Nhiều lắm nha. Ủa cái lóc nó bay rồi. Đống này cá chốt nhiều luôn nữa. Cá chốt ngon không ấy chứ. Cái chút thật con cạnh bành nó có chơi dừa rồi lóc kìa. Cá chèn cá cóp. Ôi con này mới bự nè, ông Hiếu ơi. Ừ thích rồi. Quá thứ rồi. Chết này mới bự nè. Ở đằng sau này còn nhiều lắm. Ủa con này nè, con này 5 kg nè các bạn. Ô con cá lóc cũng bự luôn kìa, kìa. Cá lóc già, cá lóc già. Già cuối luôn. Ký luôn, ký luôn rồi. Con này hơn 1 kg. Cá chép đó, cá chép. Quá khủng cá chép này rồi. Nước bắt không nổi luôn các bạn ơi, một tay không thể nào bắt nó được. Cầm không giáp luôn. Một tay không thể nào bắt cá chép nó được. Con cá chép đó nó khủng thiệt nha. Đó, con kia kìa cái màu đẹp quá luôn. Rồi vô cá lóc màu vàng cam đậm luôn á các bạn. Vô cá lóc nữa nè anh. Vô cá lóc đó, vô cá lóc, bắt bỏ cái... Đó, 4 con cá chép. Còn ở dưới nhóng gần kìa. Còn ở dưới nhóng luôn. Vô một con nữa, cá lóc. Có vô không? Hai con. Bây giờ là anh nghĩ lựa cá lóc luôn rồi, nhà lựa sao nha. Nhà lựa sao. Đuối luôn đó. Đuối rồi. Cá chèn bầm trướng luôn rồi. Lấy vợ qua ảnh sắn luôn rồi kìa. Cá chèn cá lăn luôn. Đó, cá ngon không à. Nay ít cá lau kiến nha các bạn. Cá đóng như gì là ít rồi đó. Cái ngày qua cá lau kiến quá khủng rồi. Đó nó là đỉnh lau kiến. Cá ngon nhiều quá. Chốt kìa, chốt giấy con nào. Con nào không lấy biết nói chuyện. Quá ngon. Mà đủ mà cá chứ. Đủ cá luôn nha. Bữa nay cá lóc cá gì cũng có luôn. Anh cá lăn cá gô con nào cũng ngon không à. Cá gô biển nữa. Gô biển luôn. Gô biển luôn. Gô biển, gô phi, cá chê, cá chép. Đủ cá. Tôm luôn. Trúng rồi. Trúng rồi nha. Nói chung là đám trà này quá im rồi. Bây giờ còn cá chê dừa với cá lóc. Đó, cá chê dừa. Có còn cá chép vừa luôn à. Cá lóc cô ơi, cá lóc nhỏ. Cá lóc kế bên đó. Đó, cá lóc trượng lên rồi kìa. Cá lăn luôn. Cá lăn bự. Về chót mà cá ngon không á. Đó, cá lăn già kìa. Rồi xuống dưới luôn rồi. Rồi dồn lên là xúc như vậy, dần nó là hết rồi nè. Luôn đi. Xúc đi. Ồ, nguyên một vợt luôn. Cá đen luôn. Nguyên cá đen luôn. Cá gô mà còn bự nữa kìa. Cá gô lưới từ 4-5 phân không. Ừ, anh Xúc nãy giờ nói cái nhà là mệt lắm á, cái nhà Xúc đuối á. 15 phút luôn á. Anh đuối anh dở bây giờ cũng hết nổi luôn rồi. Rồi, giờ lựa cá các bạn ơi. Bắt cá lóc, ông chú bắt cá lóc. Đó, rồi qua bên đây, cái tùng bên đây rồi. Xúc. Bắt tay không luôn các bạn ạ. Khó cầm, cá lóc khó cầm lắm nha các bạn, nó chân chùi vậy. Vô nè. Ở dưới ghe đục nè các bạn, mấy con cá mà nổi đầu này là cá sơn. Cù à. À, mấy cá nhỏ nhỏ này là cá sơn, Xúc nó vô các bạn. Cá dưới kia đục nè, kẹo con ở dưới này luôn. Rồi lên một vợt cuối luôn nè các bạn ơi. Quả cá rồi. Cá là tôm luôn. Dưới kia đục đen ở dưới luôn các bạn ơi. Ghe đục này khá là lớn nha các bạn. Cái ghe mua chằng nha. Để mình ra đây mình quay lại cho các bạn cùng xem nha. Đó, mấy chú với mấy anh đã bắt cá lên ghe đục xong hết rồi nè. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha các bạn. Nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.